kinh văn, Phật đối với trời người tới có đủ 8 giải thoát. 8 dạng thứ tư là nêu bật việc chúng sinh được lợi ích, có 2 phần. Phần đầu thuyết minh về việc được lợi ích, phần 2 thuyết minh về số đông. Trong phần đầu lại chia làm 2 mục. 1. Mục đầu thuyết minh về hội đầu. 2. Mục sau thuyết minh về các hội thứ 2, thứ 3, thứ 4. Đây là hội đầu. Thụ, đây có nghĩa là tham trước, chẳng tham trước mọi pháp cho nên được tâm giải thoát. Tâm giải thoát có nghĩa là do giải thoát được khỏi phiền não vô minh vân vân, cho nên thành ra tâm tương ứng với tuệ giải thoát, chẳng còn duyên vào cảnh mà khởi phiền não nữa, đó gọi là tâm giải thoát. Hoặc thiền định gọi là tâm, vì là năng chủ tâm được câu giải thoát thì gọi là tâm giải thoát. Kinh văn thứ 2, thứ 3 tới tâm được giải thoát, 8 rằng đây là thuyết minh về các hội thứ 2, thứ 3, thứ 4, Di Lặc ba hội thuyết, Thích Ca chẳng thuyết hội. Về lợi ích thì căn cơ chúng sinh khác nhau nên khác nhau. Kinh văn từ đấy về sau tới nhiều không kể xiết, tán rằng đây là nói rõ số đông, trên nói về thanh văn nên không có Bồ Tát. Kinh văn bấy giờ 16 vị vương tử tới Tam Bồ Đề, tán rằng dưới là đoạn lớn thứ 3, còn tiếp nối việc chuyển đăng có 5 phần: 1. Xuất gia khải thỉnh, 2. Ưng thuận chính thuyết. Đoạn từ bấy giờ Phật ấy nhận lời thỉnh cầu của Sa Di trở xuống. 3. Các con truyền đăng đoạn từ thuyết kinh này xong, liền nhập tịnh thất trở xuống. 4. Phật khởi tán thán đoạn từ Đại Thông Chí Thắng Phật trải qua 84.000 kiếp trở xuống. 5. Người được giáo hóa thường được ích lợi đoạn từ Phật bảo các tỳ kheo 16 vị Bồ Tát này trở xuống. Phần đầu có 2 đoạn. Đoạn đầu nói về các con xuất gia khải thỉnh. Đoạn 2 nói về việc bồ tôi, bề tôi tùy tổng xuất gia. Đoạn đầu lại có 3 mục. 1. Mục đầu thuyết minh về đức của con. 2. Mục 2 thuyết minh về việc khải thỉnh. 3. Mục cuối thuyết minh về ý khải thỉnh. Đây là mục đầu thuyết minh đức của con có 6 đức. 1. Đã vượt qua được lưới trói buộc mà xuất gia làm sa di. 2. Nghe pháp liền chóng giác ngộ vì căn cơ thông lợi. 3. Tính tình thông đạt trí tuệ sáng suốt. 4. Từ lâu được gặp chân lành, từng cúng dường Phật. 5. Kiên trì thắng giới, tịnh tu phạm hạnh. 6. Chí mong đại quả, quả đại thừa, cầu chính đẳng giác. Kinh văn đều bạch Phật rằng tới Phật tự chứng chi. 8 giảng đầu tiên là thuyết minh về việc khải thỉnh. Xưa Phật thuyết tiểu thừa pháp luân lợi ích chúng thanh văn rồi, ý con cầu đại thừa thỉnh Phật thuyết đại thừa pháp luân. Sau đó là thuyết minh về ý khải thỉnh. Chúng con chí cầu chính pháp đại thừa tri kiến của Như Lai. Phật tự chứng hết, Phật tự chứng minh, xin Phật thuyết cho chúng con. Hỏi vì sao khi thỉnh trước kia thì vương tử ở trước, còn nay khi thuyết pháp cho thì vương tử lại ở sau. Đáp, trước thì căn cứ vào tỉnh thân xưa sơ, sau thì tỏ rõ về quyền thực. Kinh văn, bấy giờ chuyển luân thánh vương tới, vương liền ưng thuận. Tán rằng đây là nói rõ việc các bề tôi tùy tùng xuất gia, đầu là thỉnh cầu, sau là ưng thuận. Kinh văn, bấy giờ Phật ấy tới Phật sở hội niệm, tán rằng dưới là đoạn 2, ưng thuận chính thuyết có 5 phần, trong này có 2. Đầu tiên là lúc sắp thuyết pháp phải đợi căn cơ chín muồi, cho nên trải qua 2 vạn kiếp. Sau là trình bày pháp sở thuyết, diệu pháp liên hoa. Diệu pháp liên hoa chính vì thanh văn, vô lượng nghĩa kinh chính vì Bồ Tát. Vì sao trong này lại vì các Bồ Tát mà thuyết pháp hoa, giải thích giống như mục, nhật nguyệt, đăng minh, nhân diệu quang pháp sư, 20 ước Bồ Tát thích muốn nghe pháp trước kia. Hỏi, vì sao chuyển nhị thừa pháp luân lại gọi là tam chuyển thập nhị hành tướng, còn đại thừa thì chẳng thế? Đáp, lý phải như vậy. Chỉ vì cái nghĩa thanh văn hễ ngồi là có thể thành kiến đạo, tu đạo và vô học đạo, Bồ Tát thì chẳng thế, do đó mà khác nhau. Vì đây thuyết 12 nhân duyên cũng là dựa vào tứ đế. Kinh văn thuyết kinh này xong tới đọc tụng thông lại, tán rằng đây là phần thứ 3 sa di lĩnh ngộ. Kinh văn lúc thuyết kinh này tới chưa từng nghĩ bỏ. Tán rằng trong này có 2. Phần thứ 4 ba căn lĩnh ngộ, phần thứ 5 thời gian thuyết pháp.
Bồ Tát Thượng Căn nghe rồi tín thụ, Bồ Tát Trung Căn cũng có sự tín giải. Các loại hạ căn khác đều sinh nghi hoặc, vì kinh Pháp Hoa này khó tin khó hiểu, vì chúng sinh hạ căn, căn cơ chưa thành thục. Để khơi mào cho việc thuyết pháp ngày nay, cho nên nói là thời ấy có kẻ nghi hoặc. Kinh văn, thuyết kinh này xong tới 4.000 kiếp. Tám giảng dưới là đoạn thứ 3 nói về các con truyền đăng, có 3 mục: 1. Pháp nhật tịch tịch định, 2. Các con thuyết pháp, 3. Số chúng sinh được độ bao nhiêu. Đây là mục đầu, biết con căn cơ thành thục, để con truyền đăng cho nên Phật nhập tịch định. Kinh văn, bây giờ 16 vị Bồ Tát tới kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tán rằng các con thỉnh pháp lợi ích đã nhiều, thời gian thuyết pháp dài. Kinh văn, nhất nhất đều độ tới Tam Bồ Đề Tâm, tán rằng đây là nói về số được độ nhiều ít bao nhiêu, về thị giáo lợi hỷ, tức là về thị hiện giáo đạo tán lệ khánh hỷ theo như kinh mới dịch. Hiển Dương quyển 12 còn thêm mục khiến lìa dục, có nghĩa là phê phán các hành khiến lìa ái nhiễm, đó gọi là khiến lìa dục. Thị hiện bốn loại đạo lý chân thực, đó gọi là thị hiện, đã được tín giải rồi. Thì khiến chính thụ hành, đó gọi là giáo đạo. Nếu họ thụt lùi, thì động viên họ tiến lên, đó gọi là tán lệ. Nếu họ theo pháp hành, thì khen ngợi khiến họ vui bụng, thì đó gọi là khánh hỷ. Còn có nhiều điều giải thích nữa, nhưng ngại dườm nên thôi. Nay ở đây chỉ bốn điều, trừ điều thứ nhất là lìa dục, vì điều này khác với điều thị hiện khiến đều tu hành tín giải. Đó là do người dịch sơ xuất bỏ sót, chứ nghĩa thì nhất định phải là thế, vì năm điều ấy là phương pháp giáo hóa dần dần, nghĩa hẳn là thế. Kinh văn, Đại Thông Chí Thắng Phật tới khiến vào trong đó, tán rằng dưới là đoạn thứ tư nói về việc Phật khởi tán thán có hai mục. Mục đầu Phật lên tòa tán thán, mục sau khuyên người ta thân cận tín thụ. Đây là mục đầu, tán thán có 7 thứ. 1. Hiếm có, 2. Lợi căn, 5. Tu hành, 6. Thụ trì Phật trí, 3. Trí sáng, 4. Gần thánh, 7. Khai thị chúng sinh. Kinh văn, các người đều nên tới tuệ của Như Lai, tán rằng đây là khuyên người ta nên thân cận tín thụ. Đầu tiên nêu lên việc khuyên nên thân cận, sau đó giải thích khiến tín thụ. Kinh văn, Phật bảo các tỳ kheo tới thầy đều tín giải, tán rằng đây là mục thứ 5. Người được giáo hóa thường được lợi ích, có 3 ý, trong này có 2, thường thuyết pháp hoa. Người được giáo hóa thường được lợi ích, thường được lợi ích có 2, 1. Cùng được lợi như Bồ Tát, 2. Nghe pháp tín giải. Kinh văn, vì nhân duyên này tới nay chẳng biết, tới nay chẳng hết. Tán rằng đây là ý thứ 3, giải thích nghĩa vì sao trở thành thường được lợi ích, nêu rõ trong hội pháp hoa ngày nay đều là các chúng sinh thường được lợi ích thời đó. Chúng sinh đời đời đều được lợi ích mà vẫn chưa hết. Đó là lý do hội họp, họp hội pháp hòa này. Kinh văn, các tỳ kheo tới coi là khuyến thuộc, tán rằng dưới là đoạn thứ tư sẽ thành Phật ngày nay. Có 2 phần, phần đầu nêu lên việc thành Phật hiện làm lợi cho chúng sinh, phần sau nêu rõ nơi chốn thành Phật với tên khác. Đây là phần đầu. Kinh văn, hai sa di đó tới vị thứ hai tên là sư tử tướng, tán rằng đây là nói rõ nơi chốn thành Phật với tên khác. A xúc có nghĩa là vô động, vì tướng dụng phiền não hết thảy đều chẳng động. Chữ đọc là xúc, nếu là chữ xúc với nghĩa cùng làm thì viết là, nếu là chữ xúc với nghĩa thẳng tắp thì viết là, nếu là chữ xúc với nghĩa liêm khiết cẩn thận thì viết là. Còn chữ này chẳng biết xuất xứ từ đâu. Tu Di Đảnh biểu thị cực tôn cao, sư tử âm thể hiện tinh thần vô úy, sư tử tướng biểu thị khả năng hàng phục được ma oán. Kinh văn, hai Phật ở phương Nam đó tới vị thứ hai tên là Phạm Tướng, tán rằng thường chứng pháp tính thì gọi là hư không trụ, hằng tịch sinh tử thì gọi là thường diệt, đắc đại tự tại thì gọi là đế tướng, năng sinh các thánh thì gọi là phạm tướng. Kinh văn, hai Phật ở phương Tây tới vị thứ hai là Tu Di Tướng, tán rằng A Di Đà là vô lượng thọ, tuệ mệnh dài, trường,
Độ nhất thiết thế gian khổ não là thường khởi bi. Đà mà là bạc trên đà hương là tính vô cấu, hiền hương. Chúng Đức Trang Nghiêm gọi là tu di tướng. Kinh văn: Hai Phật phương Bắc tới Tam Bồ Đề, tán giảng năng thí, pháp vũ, mười pháp thì gọi là vân tự tại, che dọp cực rộng nên gọi là vân tự tại vương. Năng phá sinh tử thì gọi là hoại nhất thiết thế gian bố ý, có khả năng diệt được ba nghiệp sinh tử phiền não, chứng được lý tịch mặc nên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Danh hiệu này ở đây có nghĩa là năng tịch. Thế giới ta bà, chữ sa bà ở đây có nghĩa là kham nhẫn, có khả năng chịu đựng nổi. Chúng sinh cõi này chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chẳng kính trọng sa môn, đi theo con đường làm 10 nghiệp ác, ngày đêm tăng thêm vô lượng nỗi khổ sở trong ba đường tám nạn. Bồ Tát ở trong đó kham nhẫn khổ não mà làm lợi ích, cho nên cõi này gọi là kham nhẫn. Kinh văn: Các tỳ kheo tới Tam Bồ Đề tán rằng trên hội về công việc của Phật, dưới hội về công việc của đệ tử có hai phần. Đầu tiên là chính thức hội về công việc của đệ tử, sau đó là giải đáp thắc mắc. Đó là đoạn từ sau khi ta diệt độ rồi lại có trở xuống. Phần đầu lại chia làm hai phần nhỏ. Đầu tiên thuyết minh về sự giáo hóa trước kia, sau là chính thức kết luận về hội ấy. Đó là đoạn từ những người được giáo hóa lúc đó trở xuống. Phần đầu tiên này lại chia làm hai phần nhỏ, một phần đầu thuyết minh về sự giáo hóa trước kia. Hai phần hai gồm đoạn từ các người này trở xuống thuyết minh về lý do trụ ở tiểu thừa. Đây là phần đầu vốn Phật giáo hóa về đại thừa, nhưng cho đến nay vẫn còn có người trụ ở địa vị thanh văn tức tiểu thừa. Song trước hội Pháp Hòa, ta thưởng thức cho họ về các kinh như kinh Bát Nhã, vân vân. Dùng phương tiện bí mật giáo hóa cho họ về đại thừa, song họ chẳng biết sự giáo hóa của ta. Kinh văn: Những người này tới khó tin khó hiểu, tán rằng đây là nói rõ lý do vì sao mà trụ ở tiểu thừa, bởi vì thoái tính của hạng người này là thuộc loại bất định tính, cần phải dùng quyền thừa mà giáo hóa cho họ, khiến họ dần dần nhập đạo, vì trí tuệ Phật khó tin khó hiểu, chẳng thể bỗng chốc mà học được, nên ta giáo hóa cho họ bắt đầu bằng quyền thừa, cuối cùng bằng thực thừa. Kinh văn: Người được giáo hóa thời đó tới chính là đệ tử vậy, tán rằng chính thức kết về hội ấy. Kinh văn: Sau khi ta diệt độ tới sẽ nhập niết bàn, tán rằng dưới là giải đáp thắc mắc. Có người hỏi rằng nếu các thanh văn đều sẽ là Phật thì khi họ gặp Phật được Phật giáo hóa lẽ ra phải thành Phật. Thế mà sau khi Phật diệt độ rồi còn có kẻ cầu thanh văn chẳng nghe kinh này, chẳng giác ngộ, chẳng biết rằng hạnh của Bồ Tát rộng lớn to xa. Ở trong hai công đức hữu vi và vô vi mà tự mình chứng được, tưởng là hữu dư niết bàn diệt độ, cầu sẽ nhập vô dư niết bàn. Những người ấy vì sao mà sẽ được thành Phật? Cho nên văn giải thích ở dưới chia làm 3 phần. 1. Đầu tiên nói về người bị nghi. 2. Thứ đến nói về họ cũng thành Phật. 3. Cuối cùng là giải thích lý do. Đây là một nói về người bị nghi là hàng thanh văn. Kinh văn: Ta ở nước khác tới được nghe kinh này, tán rằng đây là giải thích về việc họ cũng thành Phật. Ta ở nước khác làm Phật, còn có tên khác. Bồ Tát Sử Thai kinh nói: Từ đây mà diệt độ rồi thì lại thành Phật ở 10 phương các nước chư Phật, mỗi phương có 3.200.000.000 nước, 32 cài để giáo hóa chúng sinh. Trong dụ thầy thuốc ở dưới sẽ nói cụ thể về nghĩa này. Người đó tuy tưởng là diệt độ cầu nhập vô dư niết bàn, nhưng có duyên đối với ta, ta sẽ dùng phép thần thông mà dẫn tiếp hắn, khiến hắn gặp ta và được nghe kinh này. Hoặc là phàm phu hay hạng hữu tình học cầu hữu dư hoặc vô dư niết bàn, tưởng rằng niết bàn này là thực sự diệt độ, cầu chứng nhập hai loại niết bàn này, tu hạnh nhị thừa do trùng tính an bài, nhờ từ bi tiếp dẫn mà sinh ở đó được gặp ta mà cầu trí tuệ Phật. Hoặc ta từ đây mà đi làm Phật ở nước khác,
Người ấy tưởng là ta đã diệt độ, cho rằng ta đã nhập vô dư niết bàn, thì ta sẽ dẫn tới đó khiến người ấy cầu Phật trí. Đây nói người nào đối với ta dù có duyên được gặp ta hay không gặp được ta thì cũng sẽ được Phật khác và các Bồ Tát tiếp dẫn. Giáo hóa nghe kinh điển này sẽ được thành Phật, cũng có sự giáo hóa ngấm ngầm thành tựu cho người này khiến hướng về Đại Thừa. Nay nói về việc giáo hóa công khai, hiển hóa, có duyên với ta nên nói là người đó cầu trí Đại Phật. Hoặc tu có duyên với Phật khác mà đi đến đó, nhưng vì ý thú bình đẳng nên vẫn nói có duyên với ta. Kinh văn chỉ dùng Phật thừa tới phương tiện thuyết pháp. Tán rằng đây là giải thích về duyên do. Do nhất Phật thừa cứu cánh diệt độ, vì không có nhị thừa cứu cánh thể nào khác. Nếu phương tiện thuyết giáo thì có thể có ba thừa. Nếu đối với cực quả thể duy nhất mà phương tiện nói là có ba nhân nhờ ngôn thuyết mà tăng trưởng cho lý lẽ. Còn phẩm cao quý Đức Vương trong kinh Niết Bàn nói thế nào là Niết Bàn, thế nào là Đại Niết Bàn, nơi trụ 8 vạn kiếp, 6 vạn kiếp, 4 vạn kiếp, 2 vạn kiếp, 1 vạn kiếp của Thanh Văn, Duyên Giác, đó gọi là Niết Bàn. Trụ xứ của Vô Thượng Pháp, Vương Thánh Chúa thì gọi là Đại Niết Bàn. Người xưa giải thích rằng các quả nhị thừa trải qua từng ấy thời gian thì nhập vô dư Niết Bàn. Cuối cùng khởi hồi tâm thì dẫn lời Văn Lăng Già nói là do các Bồ Tát và Phật Hóa Tát trải qua từng ấy thời gian ham diệu tam muội say rồi từ đó mà khởi hồi hướng hồi tâm hướng theo Đại Thừa.